Rồi, chào các em. Các em bật cam đi, hôm lát phòng đào tạo đấy nhá. Rồi, chào cả lớp. Chúng ta vào thời gian của cái buổi học ngày hôm nay của mình. Bạn nào bật được cam, bật cam đi nhá. Không lát đào tạo họ vào, họ lại nhắc mất thời gian chúng ta dừng lại. Trước hết thầy sẽ điểm danh lớp này. Ô, cái lớp này sao bây giờ phải có từng này đồng chí thế này? Thầy điểm danh này. Bùi Tuấn Anh. Có. Việt Anh, Thanh Bình, Đức Cường, Xuân Cường, Thành Đạt, Tiến Đạt, Quang Đức, Bùi Quang Đức, Vắng, Mạnh Dũng, Tiến Dũng, Thái Dương, Văn Duy, Công Hải, Nguyễn Công Hải, Vắng, Trung Hiếu, Nguyễn Trung Hiếu, Vắng, Trần Hiếu, Viết Học, Văn Hưng, ông này mất điện, đây rồi, Văn Kiên, Nguyễn Văn Kiên, Vắng, đây rồi, Quang Linh, bạn này như là bị quá số giờ rồi sao ấy, Quang Linh vắng, Đức Lương, Tấn Minh, Nhật Minh, Thành Nam, Trung Nghĩa, Trung Nghĩa vắng, Thu Phương, Văn Quang, Mạnh Quân, Văn Quân, Diễm Quỳnh, Ngọc Thạch vắng, Tiến Thành, Đức Thành vắng, Thoại, Văn Thoại vắng, Đức Thọ, Đức Thọ vắng, Minh Tuấn vắng, Minh Tú vắng, Kim Tú vắng, Mạnh Tú, Như Việt
và văn Việt. Rồi, cảm ơn Kem. À, Quang Đức có này. Rồi, rồi, Quang Đức. Với cái danh sách điểm danh này thì Minh Tuấn à? Minh Tuấn. Rồi. Trung Nghĩa. Rồi. Với danh sách điểm danh này thì thầy sẽ check lại xem là có bạn nào bị fail chưa nha. JavaScript. Bạn là Kim Tú này thì nghỉ hẳn rồi này. À đây, bạn Quang Linh đây. Bạn này hôm trước cảnh báo rồi mà bạn ấy vẫn nghỉ tiếp 2 hôm thì coi như là mít luôn này. Ô, có mỗi 2 bạn thôi à? Vắng nhiều thế mà. Ôi giời, ông nào bây giờ mới nộp vài assignment thế này. Thoại đang vào. Ừ, ok được rồi. Lát Thoại bạn ấy vào cứ nhắn tin trên nhóm chat cho thầy. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi vào cái nội dung của cái bài học số 7. Trong cái nội dung chương trình này của mình ấy, thầy ơi điểm danh em với ạ. Các sếp lần sau vào đúng giờ cho tôi cái nha. Đã dặn rồi đấy. Hôm nào mà thi mà ông nào vào muộn 5 phút thôi thì ông ấy nghỉ thi ngay cho tôi. Đi học online thì nó có thể vì lý do này, lý do kia, mất điện, mất mạng gì đó thì có thể là những lý do khách quan. Nhưng mà các em nhớ là đi thi ý, nếu gặp mất điện mất mạng lý do khách quan ấy thì phải báo với thầy ngay. Còn đi học này ấy, cũng phải báo, Zalo có rồi. Đừng có vào Ê ơi, em xin phép điểm danh và em vừa vừa mới ngủ dậy ạ. Ôi giời, lý do to thế. Tên em là gì? Làm văn thoại ạ. Ừ, hôm nào đi thi cũng lý do đấy nhá. Vừa mới ngủ dậy sướng nha. Nhắc để em biết đấy, khi nào mà đi thi ấy, mà như thế thì chắc là tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em lần sau đấy, nên là chúng ta chú ý về thời gian cho thầy. Rồi, cảm ơn cả lớp. Thì ngày hôm nay chúng ta vào nội dung của bài học số 7. Trong chương trình của mình ấy có 2 phần, đó là cái phần lab, à xin lỗi, cái phần bài 7 và phần của bài 8. Thì sướng em học cả cái phần bài 7 và cái phần bài 8, thì 2 cái phần này trong môn JavaScript cơ bản ngày trước của nó là jQuery, nhưng bây giờ cái nội dung jQuery này nó được chuyển hẳn sang ở bên cái môn JS nâng cao rồi, cho nên ở trong cái nội dung của bài này chỉ còn tập trung vào phần giới thiệu cho các em về một cái framework của JavaScript. Nó là Angular JS. Angular JS. Thì nói thật với các em, với 2 buổi này thì các em không thể nào nắm hết được toàn bộ những cái gì của một cái framework đâu nha. Những bạn nào học web về sau thì sẽ được học những cái môn khác làm việc chuyên với cái framework dạng như thế này. Đúng rồi, chỉ cần cứ cưỡi ngựa xem hoa thôi như bạn Quân nói. Chứ làm sao mà 2 buổi mà chúng ta có thể tiếp cận được một cái nội dung lớn như thế này được. Tự nhiên lại được cái nốt đấy, lát thầy check lại. Tự nhiên lại bỏ mất phần jQuery đi. Thực ra ngày trước ấy, cái môn JS cơ bản này này, nó có cái nội dung jQuery thì thầy nghĩ nó sẽ hợp với các em hơn. Với cái nội dung jQuery thì nó liên quan đến vấn đề là chúng ta tương tác với các mô hình DOM ấy, nó code nó ngắn hơn nhiều. Nó sử dụng thư viện mà. Cái quá trình mà truy cập đến các element node nó ngắn hơn, code nó viết nó ngắn hơn nhiều so với là mô hình DOM thuần. Nhưng mà phần đấy bị bỏ đi rồi, cho nên thôi đã bỏ đi, thống nhất bộ môn rồi, trường thống nhất bỏ đi ở toàn quốc rồi thì thôi bỏ đi. Do vậy là cái nội dung môn này nó lại đè vào đấy. Chính vì vậy nên á, học cái phần này đôi khi sẽ có những cái phần mà các em sẽ cảm tưởng nó không thể trôi được,
nói chung là nó khó. Bởi vì sao? Bởi vì đây là một cái framework. Bản chất của thằng framework này thì chúng ta thấy là nó cũng chỉ là một cái thư viện đưa vào trong JavaScript thử sử dụng thôi. Nhưng mà để tìm hiểu được cái thư viện này thì hai buổi, hai hôm học chúng ta không thể nắm hết được. Nên thầy sẽ cố gắng chắt lọc cho các em và hướng tới cho các em những cái gì là cơ bản nhất, cái gì mà nó dễ dàng nhất cho các em sử dụng. Và từ những cái đó, các em tham chiếu đến bài assignment và thậm chí là tham chiếu đến tận bài thi của các em, mình áp dụng vào được thì mình sử dụng nó. Chứ còn nói thật là bạn nào bảo ôi thầy ơi em vừa học xong Angular em chả hiểu gì về nó, hiểu về nó không phải học ở môn này, mà chúng ta sẽ có các môn khác, đặc biệt là đối với những bạn nghề web. Còn những bạn nghề ứng dụng thì thầy nghĩ rằng là sẽ ít gặp gặp lại cái framework này lắm. Có thể gặp lại nhưng mà ít. Gặp lại ở đây có thể gặp lại ở trong đời sống thực tế, trong quá trình em đi làm việc thôi. Bây giờ chúng ta đi vào cái nội dung của bài học số 7 này. Giới thiệu. Bài này cũng chỉ mang tính chất giới thiệu chứ không phải nghiên cứu gì. Trời ơi, tôi bực lớp này quá. Nào, ông nào nào, ông Trung Hiếu này, ông Minh Tú này, hết chưa? Hết rồi đúng không? Rồi chốt điểm danh nha. À còn Thoại vào chưa? Thoại. Ừ, Thoại đâu nhỉ? Rồi chúng ta đi vào nội dung hôm nay này. Cái phần, những cái phần lý thuyết này thầy sẽ review nhanh thôi. Thì framework JavaScript, bản chất của nó được viết từ ngôn ngữ lập trình JavaScript. Và nó chính là các cái thư viện. Nó chính là các cái thư viện. Trong cái quá trình làm việc với thực tế, khi chúng ta làm việc với bên frontend ấy, bên web ấy, lớp mình không biết có bạn nào là học bên nghề web không? Gõ số 1 cho thầy xem nào. Học bên nghề web nha. Hết rồi à? Có 9 bạn thôi à? Thôi ông chuyển ngành rồi tính làm gì nữa. 10 bạn. Ừ. Thì chủ yếu lớp này toàn là bên ứng dụng. Ngày trước thì em dạy lớp này một vài bạn lớp này rồi. Hình như các bạn học ở ứng dụng thì có khoảng chục bạn. Thì chục cái bạn nghề web này mai sau ấy, các em sẽ còn biết nhiều hơn nữa, chứ không chỉ là một hai cái thư viện JavaScript này đâu. Như jQuery nó cũng là một cái thư viện JavaScript. Mobile có cần em. Mobile hình như là mình sẽ làm việc với một thằng là TypeScript thì phải. Có nha. Trong mobile, các em tưởng tượng như này, mobile chính là một cái quá trình mà chúng ta viết app trên di động, và cái một số cái công nghệ của nó ấy, vẫn là cái công nghệ xử lý để tương tác với cái môi trường web. Web ở đây có thể là không phải là tạo ra một trang web nhé, nhưng nó là các cái service, nó là các cái hiển thị để kết nối một cái ứng dụng di động với cả một cái web đấy chẳng hạn. Thì hình như là có, tại vì thầy không dạy bên mobile, thầy không biết cái chương trình môn học nó như thế nào, nhưng mà hình như là có, hình như nó là TypeScript thì phải. Ừ đúng rồi, web cũng học TypeScript à? Thầy không để ý nhiều đâu, nhưng mà hình như là bên mobile là có hay sao ấy. Nên mobile cũng phải để ý JavaScript cẩn thận cho thầy nha. Nhớ đấy, chứ không phải là JavaScript bên mobile không cần đâu. Thầy nói là cần đấy. Còn bên ứng dụng thì ít hơn. Ứng dụng là ít nhất. Trong quá trình chúng ta làm việc với các cái thư viện, các cái framework thì chúng ta có rất nhiều các framework. Ví dụ Backspace này, Bootstrap này, NEO này, D3 này, Ember này, vân vân. Có rất rất nhiều, kể cả Node.js này nữa này. Node.js này là một trong những phần mà nó tương đối mạnh trong thời điểm hiện nay. Đấy, đây là một cái framework khá là mạnh. Ngoài những cái framework này ra còn nhiều các framework khác nữa. Giống như lúc đầu buổi có bạn nào hỏi là Vue.js ấy, hay là ngày hôm nay chúng ta học về Angular.js này. Thì nó là những cái thư viện, chúng ta hiểu một cách nôm na nó là những cái thư viện. Hay nói cách khác nó là chính là những cái file.js thông thường thôi. Nhưng trong cái thư viện này nó sẽ tích hợp các cái API, rồi các có thể dễ hiểu hơn là các cái phương thức để chúng ta thực hiện những cái chức năng gì đó một cách nhanh chóng nhất, dễ dàng nhất, chứ không phải là cốt JS thuần nữa. Các em thấy là từ trước đến giờ ở trong cái môn này, sau khi mà các em xong học xong cái mô hình DOM ấy,
thì các em thấy là mọi việc chúng ta phải bo tay hết. Nhưng mà đến một cái thời điểm nào đó, chúng ta thấy là nếu như chúng ta viết code thế này thì chết. Ra ngoài thực tế mà cứ viết từng tí li từng tí thế thì có được hay không? Nếu chúng ta có đủ thời gian và khách hàng đủ kiên nhẫn thì làm được. Nhưng mà ở ngoài thực tế thì làm gì có chuyện đấy. Chúng ta chạy đua với thời gian, khách hàng nó cho chúng ta hạn là phải xong cái này, xong cái kia chẳng hạn. Chúng ta phải hoàn thành. Hơn thế nữa, trong cái quá trình mà chúng ta maintain rồi, những cái quá trình mà chúng ta upgrade lên ấy, thì làm sao chúng ta có thể thấy được cái code nó dài thế, làm sao mà sửa được. Lấy ví dụ luôn, các em xem cho thầy bài assignment giai đoạn 2 đi. Bài này thầy ra deadline chưa nhỉ? Ngày 11. Thầy ra deadline về giai đoạn 2 chưa các em? Ra rồi ạ. Ừ. Thì cái bài assignment giai đoạn 2, nếu các em viết bằng mô hình DOM thường nha, bài đấy làm được bình thường. Có nghĩa là đến thời điểm hiện nay không cần thầy hướng dẫn, không cần thầy chỉ cái gì cả, các em đã làm được bài đấy rồi. Nhưng mà thầy nhớ có một lần, có một bạn học rất là tốt, học đến bài số 6 là bạn ấy làm xong bài assignment luôn, bài assignment giai đoạn 2 đấy rồi. Mở ra thầy check, bạn ấy làm đúng hết, không sai một tí nào. Nhưng code các em biết bao nhiêu dòng lệnh không? Nó rơi vào khoảng 90 dòng lệnh, hình như thế. Đấy là gọi là tương đối thôi, chứ thầy không ngồi đếm từng cái một. Thầy đếm trừ những cái dấu ngoặc ngấu nghiếc đi các thứ là nó khoảng độ 90 dòng. Và cũng cái bài đấy sử dụng jQuery nó chỉ còn khoảng độ là 40 dòng thôi. Còn nếu mà chúng ta sử dụng AngularJS nó chỉ còn khoảng gần 20 dòng thôi. Vậy ở đây chúng ta thấy là cái tính hỗ trợ của những cái framework, của những cái thư viện này nó sẽ rất là lớn. Nó làm cho chúng ta nhẹ nhàng hơn, giảm thiểu cái việc chúng ta phải code nhiều hơn. Thì đấy là cái những cái ưu điểm mà khi chúng ta sử dụng các cái thư viện, các cái framework này. Ngoài ra ấy, như thằng Angular ngày hôm nay thầy giới thiệu các em này, ngoài việc nó chỉ đơn thuần làm việc với các mô hình DOM thì đấy chỉ là một cái tiểu mục nhỏ trong nó thôi. Nó còn giúp chúng ta xây dựng ra các cái nội dung liên quan đến tính ứng dụng nữa cơ. Thì cái phần ngày hôm nay chúng ta được đề cập tới chính là một cái framework của Google. Nó được ra đời năm 2009. Thì cái framework này giúp sẽ hỗ trợ cho chúng ta làm việc với các cái ứng dụng một cách có hệ thống hơn. Bởi vì cái framework này nó cũng ứng dụng trên cái mô hình người ta gọi là mô hình MVC, và bây giờ biến thể của nó là MVStar. Nó giúp chúng ta lập trình ra các cái ứng dụng web ở bên phía front end. Còn việc sử dụng nó thì nói thật là bây giờ thôi các em cứ nhìn vào đây thôi, chứ bây giờ các em tạm thời bây giờ các em nhìn vào đây chắc chẳng hiểu cái gì đâu, bởi vì nó rất khó hiểu. Để có thể sử dụng cái AngularJS này thì đầu tiên đừng nhìn vào code nha, cái code ví dụ thôi, đừng nhìn vào. Để có thể sử dụng được nó thì đầu tiên chúng ta là phải download cái thư viện này về và cho vào trong cái, một là download về, hai là chúng ta có thể sử dụng cái thư viện ở trên internet để tích hợp vào. Còn nếu không chúng ta download, lát nữa thầy sẽ hướng dẫn cách, đó là kem download về sử dụng. Còn đây nó sử dụng cái đường dẫn tuyệt đối ở trên trên internet này, cái thư viện mở trên môi trường internet lấy về. Còn chúng ta thì chúng ta sẽ lấy luôn về sử dụng, chứ chúng ta không sử dụng ở trên này nữa. Thì đây là những cái ví dụ cơ bản về Angular các em quan sát này. Nhìn qua qua thôi thầy xem. Đấy cái cấu trúc viết này em này. Đó. Tự dưng ở trong body lại có cái gì thế này. NG app. Thầy đọc là NG app nha. Đấy, xong tự nhiên ở trong cái phần deep này nó lại có NG controller. Nó là cái gì? Thì câu trả lời đây chính là những thành phần component của AngularJS đấy em. Thì lát chúng ta sẽ nghiên cứu những cái này để chúng ta biết được nó là cái gì. Đó, chúng ta thấy là đây là HTML mà, tại sao lại có cái thằng này? Nếu mà chúng ta gọi ấy, thì có thể là ở các nội dung bài trước mình gọi nó là custom attribute, đúng không? Là một cái thuộc tính tùy chỉnh, tôi thích đặt là gì tôi đặt. Nhưng ở đây nó lại, tại sao nó lại phải tuân thủ theo cái cấu trúc này? Và cái cấu trúc này sử dụng như thế nào? Sử dụng khi nào? Khi nào thì viết ng app, khi nào thì viết ng controller? Thì đó là cái nội dung mà chúng ta cần phải học để chúng ta biết được cách sử dụng đấy. Đấy, cách dùng này. Đó. Còn đây là chạy trên JS Fiddle, demo chương trình đầu tiên. Những cái này lát thầy viết cho các em và các em sẽ làm theo thầy. Còn đây là những cái hình demo code thôi.
Rồi, đến cái phần sử dụng các cái thành phần ở trong Angola JS này. Như các em vừa quan sát một cái ví dụ, quan sát nhanh thì chúng ta thấy là những cái thành phần như ng-app hay ng-controller nó được xuất hiện ở trong cái thuộc tính của một cái thẻ trong HTML. Thì ng-app ở đây là gì? Ng-app đây là một cái thành phần, một cái component chỉ thị trong Angular JS. Khi chúng ta viết cái ng-app này ở bất kỳ một cái thẻ nào thì nó sẽ đánh dấu cho chúng ta là cái vị trí mà từ đoạn code HTML đó là nó sẽ bắt đầu áp dụng cái kỹ các cái thành phần của Angular JS. Nó giống như một điểm đánh dấu vậy các em. Và thông thường cái điểm đánh dấu này nó chúng ta hay đặt ở trong phần body, có nghĩa là áp dụng cho toàn trang, hoặc là chúng ta chỉ muốn áp dụng cho một cái vị trí nào đó thì chúng ta cho cái đấy vào. Đây này, em nhìn ví dụ này. Đây. Cái thằng ng-app để ngay trong phần ng, trong phần body luôn này. Có nghĩa là toàn bộ những cái nội dung ở trong phần body này, hay nói cách khác là nội dung của trang web ấy, nó sẽ sử dụng hết các cái thành phần của Angular JS. Còn nếu như giả sử nhé, thầy chỉ để ở vị trí div này thôi này, thì chỉ có vùng div này áp dụng thôi này. Vậy chốt lại, ng-app là điểm đánh dấu. Còn ng-controller là gì? Thực ra ấy, cái thằng ng-controller này hiểu nôm na là cái quá trình mà chúng ta điều khiển dữ liệu. Cái từ controller này nó xuất hiện ở trong một cái mô hình người ta gọi là mô hình MVC. Cái mô hình này thì ứng dụng cũng gặp, web càng gặp và mobile cũng sẽ gặp. Mô hình này là mô hình 3 lớp, phân ra làm 3 lớp. Lớp thứ nhất là model, lớp thứ hai là view và lớp thứ ba là controller. Hình như thầy có một cái hình mô tả nhỏ nhỏ ở đây. Hôm qua dạy PHP có cái này. Đây. Đây, chúng ta thì bây giờ mới học JS thuần nhá, cho nên là cũng chưa có cái gì liên quan đến MVC đâu. Nhưng về sau khi các em học các cái framework, kể cả framework của back-end hay front-end ấy, thì một số các framework nó đều áp dụng theo cái mô hình 3 tầng này, 3 lớp này. Lớp thứ nhất là model. Cái lớp model này là cái lớp mà nó sẽ làm việc với dữ liệu. Cái view này chính là cái mà dùng để hiển thị ra cho phía người dùng. Và cái controller này là cái điều phối. Nó sẽ điều phối dữ liệu. Thằng view cần gì, nó sẽ bảo model cấp. Model cấp xong, gửi phản hồi lại controller. Controller sẽ lại phản hồi lại cho view. Thì thằng này sẽ là chính là cái thằng ng-controller mà chúng ta đang nói ở trong cái Angular JS này. Thực ra Angular JS bây giờ nó có biến thể là MVStar rồi cơ, chứ nó không phải là MVC nữa đâu. Star đây là có thể là bất kỳ các thành phần nào. Nhưng mà những cái phần này ấy, bạn nào mai sau học web nâng cấp lên thì chắc là các em sẽ được giới thiệu về những cái nội dung đó. Và chốt lại thì ng-controller là cái thành phần điều khiển dữ liệu. Đó. Ng-controller nó được viết ở đâu? Các em nhìn quan sát nha. Lát thầy demo thầy đấy sẽ làm kỹ hơn. Đây này các em này, nhìn vào cái ví dụ này thì ở trong này có hai phần này. Phần thứ nhất này, ng-controller này. Thì trong cái thẻ div mà chứa cái component là ng-controller ở đây này, các em nhìn có cái thành phần luôn này. Trong chương trình không ghi rõ nhưng thầy ghi luôn đây này. Ng-model này. Đó, cái thành phần này là cái thành phần nó làm việc với dữ liệu này. Ng-model này. Còn cái thành phần này, cái phần mà mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn này, thì đây chính là cái phần mà hiển thị dữ liệu, hiển thị data ra. Scope khi chúng ta làm việc với các cái thành phần ấy trong Angular JS ấy, thì cái ký hiệu scope được viết bắt đầu bằng ký tự đô la này, dùng để phân biệt các thành phần do Angular JS tạo ra này. Ví dụ như là khi chúng ta viết các thành phần component trong thẻ HTML thì chúng ta có cái ng gạch ngang, sau đó đến nhiều thành phần khác lắm. Chúng ta chỉ nghiên cứu một vài cái thôi, chứ thực ra là trong các cái component của Angular JS nó có quá nhiều để nói được. Bạn nào mai sau học Angular JS các em sẽ biết. Còn môn này thì thầy chỉ hướng tới cho anh em những gì là dễ nhất, hay dùng nhất thôi. Cú pháp để có thể hiển thị được Angular JS có nghĩa là dữ liệu ấy, thì đây. Đó. Đây là một số cách chúng ta lấy về chúng ta sử dụng.
đây là code demo. Những cái code này lát thầy sẽ hướng dẫn các em viết, cho nên thầy những cái nào demo thầy lướt qua. Còn đây là ví dụ về cái mô hình MVC trong AngularJS. Các cách để lấy dữ liệu ra. Rồi bây giờ thì thầy sẽ hướng dẫn các em làm này. Từ nãy giờ thầy review, nhưng cái kiến thức review này nói thật ra là nó không phải là trọng tâm lắm. Cái kiến thức ở trong này nó cũng không giúp chúng ta hình thành nên cái tư duy để chúng ta làm việc với AngularJS. Thì sau đây thầy sẽ demo từng bước một. Đến bước nào thì thầy sẽ nói bước đấy. Và các em để các em thấy được cái khả năng của AngularJS. Tất nhiên không phải khả năng tất cả những khả năng của nó, mà chỉ một phần nào đấy thôi. Rồi bây giờ này, các em mở một cái project bất kỳ ra, tạo ra một project mới cũng được. Demo AngularJS. Rồi các em mở nó ra. Tạo mới cho thầy một file HTML. Với thầy HTML. AngularJS ấy, nó là một framework và nó được phân ra các version khác nhau nha. Version của chúng ta học là version 1 chấm. Còn các cái version 2 chấm ấy, thì cách sức sử dụng nó là một loại hoàn toàn khác nhé. Chứ không phải là các cái version nó xem nhau đâu. Riêng cái thằng Angular này là kiểu thế cơ. Mai sau bạn nào mà học Angular 2X với cả 1X nó sẽ khác nhau hoàn toàn luôn. Cái quá trình chúng ta làm việc ấy, thì đầu tiên muốn sử dụng được Angular ấy, chúng ta phải có thư viện trước đã. Hay nói cách khác là một file JavaScript. Thì file JavaScript này các em có thể download ở trên mạng internet về. Còn không ấy, thầy tải về đây rồi này. Thầy sẽ gửi cho các em qua Zalo. Còn nếu không, các em có thể là download trên mạng internet về, hoặc là các em có thể sử dụng các đường dẫn động tới cái file này. Tốt nhất là các em download về đi, bởi vì lúc thi sẽ không thi online à. Ngày xưa thi offline là mà bắt ngắt mạng đấy, cho nên là bạn nào muốn sử dụng Angular là phải download về đấy. Thì thầy có download sẵn về đây rồi này, thầy gửi cho các em. Dạ, các em download về giúp thầy. Được, các em download về đi. Việc đầu tiên, các em phải tham chiếu cái AngularJS này vào trong bài của mình. Ở đây chúng ta chỉ việc, nó là một thư viện mà, chúng ta chỉ việc là sử dụng thẻ script và gọi nó ra thôi. Các em sử dụng gọi nó ra đi. Rồi, ok, bây giờ chúng ta sẽ viết này. Chúng ta bây giờ giả sử như chúng ta sẽ có một cái bài nó nhỏ nhỏ thôi chẳng hạn. Giả sử như khi mà mình chạy một cái chương trình nhá, có một cái ô nhập liệu là nhập tên chẳng hạn. Sau khi nhập tên xong ấy thì nó sẽ hiển thị tên xuống dưới luôn. Bây giờ thầy viết code HTML trước, em quan sát xem yêu cầu này chúng ta có làm việc được với những kiến thức chúng ta đã có không này. Giả sử thầy sẽ có một cái div này. Rồi, trong div này của thầy sẽ có một cái input này. Thật sự đây là own name này. Đây là tên này chẳng hạn này. Xong đây sẽ có một cái input này. Input này với type bằng text này. Rồi, sau đó ở dưới nữa thì sẽ có cái phần là tức là xin chào phải. Xong tên nó sẽ hiển thị ra đây. Bây giờ chúng ta chạy chương trình
chưa có cái gì đâu nha. Bây giờ chạy chương trình, các em quan sát ví dụ như này. Đây, các em nhìn cái ví dụ nhỏ nhỏ thế này thôi. Giả sử bây giờ thầy yêu cầu sinh viên là gì? Em hãy nhập tên vào đây. Ví dụ tên là An chẳng hạn. Thì khi nhập tên xong ấy, thì ngay lập tức là ở dưới này nó sẽ có một cái chữ là chữ An ở chỗ này. Với những kiến thức mà các em đã từng được sử dụng, các em có làm được điều này không? Với những gì các em biết, các em làm được điều được là tốt rồi. Rồi, ok, cảm ơn các em. Bây giờ với cái kiến thức này, chúng ta làm việc với AngularJS thì nó sẽ thực hiện như thế nào đây? Ở đây các em thấy là cái quá trình như thầy vừa nói ấy, mà bạn Thu Phương bạn trả lời là làm được ấy, thì cái quá trình này chúng ta làm chỉ làm được khi nào? Khi tôi truy cập được đến element node, khi tôi kiểm soát được sự kiện và tôi xử lý được cái sự kiện đó thì mình sẽ làm được bài này. Có biết bài này chúng ta xử lý sự kiện cho cái sự kiện nào không? Có biết không các em? Ví dụ bạn Phương mà làm được chẳng hạn, thì mình có biết là xử lý sự kiện cho sự kiện nào không? Tại vì ở đây ấy, nó không có nút nào cả. Ví dụ ở đây nó có một cái nút ấn, kích một cái. Rồi, đúng rồi, nó là sự kiện chain, on chain, đúng rồi. Thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được điều này. Nhưng còn đối với cái quá trình làm việc với AngularJS thì sao? Liệu rằng trong tình huống này chúng ta có cần tương tác sự kiện, chúng ta có cần xử lý sự kiện hay không? Trong AngularJS cũng có xử lý sự kiện nha. Nhưng liệu rằng bây giờ mình viết những đoạn code sử dụng AngularJS trong bài này thì mình sẽ thấy nó sẽ thực hiện như nào nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng viết này. Đây là một cái ví dụ nhỏ nhỏ thôi. Các em viết cái ví dụ nhỏ nhỏ này giúp thầy. Đây thầy copy thầy gửi luôn cho này. Nó chả có cái gì cả. Rồi, cái vấn đề đầu tiên khi chúng ta làm, sau khi mà chúng ta đã khai báo được cái thư viện, tham chiếu được cái thư viện đến đây rồi, điều tiếp theo chúng ta phải khai báo ra xem AngularJS của chúng ta bắt đầu từ đâu, có nghĩa điểm mốc của nó bắt đầu từ đâu ấy. Giả sử trong tình huống này thầy để trong body đi, thì thầy sẽ khai báo cái component ng app, ng app thầy khai báo ở đây và thầy đặt cho nó một cái giá trị. Giả sử nó là my app chẳng hạn. Thì thầy bảo rằng toàn bộ cái trang này của tôi ấy, tôi sẽ áp dụng AngularJS vào. Kế đến này, tiếp theo là cái thành phần controller. Controller thì bây giờ thầy sẽ để nó ở đây đi chẳng hạn. Nó sẽ là ng controller. Controller là cái thành phần mà chúng giúp chúng ta điều khiển dữ liệu. Viết cho đúng chính tả nha. Phóng to lên này, quan sát cho kỹ này. Vì ở đây mình không cài cái extension nào hỗ trợ viết code cả, cho nên là chúng ta phải viết tay. Và cái controller này thầy để tên là my controller chẳng hạn. My ctr, ctrl chẳng hạn, my controller. Tiếp nha, có cái controller rồi. Tiếp tục ở trong cái input này, bây giờ thầy sẽ khai báo cái thành phần để nó chứa dữ liệu. Chỗ này thầy sẽ khai báo là ng model. Đây là cái thành phần chúng ta sẽ lấy dữ liệu và chúng ta sẽ tương tác dữ liệu. Giả sử thầy đặt cho cái model này tên là name chẳng hạn đi. Name này. Thành phần này là thành phần giúp chúng ta lấy dữ liệu ra này. Được rồi. Rồi, cái cuối cùng này, hiển thị dữ liệu ra này.
Thì khi hiển thị dữ liệu chúng ta muốn hiển thị cái gì thì trong AngularJS chúng ta viết theo cú pháp như sau này: mở ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn, đóng ngoặc nhọn. Cái mà chúng ta muốn hiển thị thì chúng ta sẽ viết vào đây. Các em hiểu cái ng model này nó giống, thầy nói là nó giống thôi nhé, chứ nó giống như một cái kiểu là chúng ta đang sử dụng một cái thành phần dữ liệu, nó là một cái biến kiểu kiểu, hay nó là một kiểu thuộc tính một cái biến ấy, chúng ta lấy nó ra. Vậy bây giờ tôi muốn hiển thị cái gì? Tôi muốn hiển thị cái name này. Thì trong cái phần hiển thị ở đây của tôi chỉ viết là name ở trong này thôi. Đó. Bắt đầu Angular này, thành phần điều khiển này, thành phần làm việc với dữ liệu này, hiển thị dữ liệu này. Đây là một ví dụ nhỏ nhỏ khi mà chúng ta thực hiện viết code sử dụng cái framework Angular. Xong nha, thầy thử chạy thử xem có điều gì xảy ra không nhá. Chạy này. Không có điều gì xảy ra cả. Viết thế nào hiển thị như vậy. Viết cái name hiển thị đúng ra cái tên name luôn. Chúng ta thấy là chưa có bất kỳ cái điều gì khác biệt ở đây cả. À, vậy là chỗ này chưa xong được. Ở chỗ này bây giờ thầy sẽ, thông thường thì thầy sẽ viết ra một cái file mới, nhưng vì cái đoạn code này nó ngắn cho nên thôi thầy sẽ viết code script ở dưới này luôn. Bây giờ thầy sẽ khai báo cái code script ở đây. Bình thường nếu như code dài nhá, em khai viết ra cho thầy ra một cái file JS khác. Còn ở đây vì code nó ngắn cho nên là thầy sẽ viết luôn ở phía dưới này. Chúng ta viết ở đây, nhưng bây giờ chúng ta sẽ áp dụng các cái thành phần này vào trong cái bài của mình này. Đầu tiên thầy sẽ tạo ứng dụng. Để tạo ứng dụng trong AngularJS, chúng ta viết như sau. Khai báo, giả sử thầy khai báo một cái biến app, nó sẽ bằng AngularJS Angular.module. Viết cho chuẩn tiếng Anh nha các em nha. Trong này của chúng ta là cái thành phần thứ nhất là tên của ứng dụng. Tên của ứng dụng của thầy là MyApp này. Và các thành phần phía sau chúng ta không có thành phần nào cả. Hôm nào chúng ta làm việc với Firebase chúng ta có thành phần Firebase chúng ta khai báo, còn bây giờ chúng ta chưa có. Chúng ta chỉ viết cái dấu ngoặc vuông ở đây thôi. Đấy là cái code để tạo ứng dụng. Viết cẩn thận không sai chính tả nha. Rồi, xem lại bài nào. Chưa được. Tiếp, sau khi mà tạo ứng dụng xong, bây giờ chúng ta sẽ tạo controller. Controller chúng ta viết như sau: tên ứng dụng app.controller. Tham số truyền vào của nó sẽ là hai tham số, trong đó có một tham số callback. Đầu tiên là tên controller, chúng ta lấy luôn ở trên này là cẩn thận nha. My controller phải. Cái thứ hai là một callback. Callback là gì? Callback là một tham số của một hàm lại là một hàm khác. Chúng ta sẽ viết cái callback ở đây là function. Trong function này chúng ta sẽ có thành phần scope mà lúc đầu chúng ta nói đến này, scope. Giả sử ở đây thì không có gì thì cho nên thầy khai báo một cái scope như này. Scope.name. Name là cái gì đấy? Name là chính là cái thành phần dữ liệu của mình ở trên này này em này. Đây nó chính, đây nó đây này. Giả sử thầy để một cái tên mặc định là An ấy chẳng hạn.
Hoặc nếu không thích tên mặc định là An, chúng ta để rỗng chẳng hạn. Chúng ta không khai báo nữa. Nghĩa là này, trong cái thành phần của cái controller này, bây giờ thầy muốn truy xuất đến cái thành, thầy muốn lấy dữ liệu của cái input này. Thầy không phải lấy thông qua cái thuộc tính value, không phải lấy qua mô hình DOM gì nữa cả. Mà bây giờ thầy làm viết như thế này là lấy được thành phần dữ liệu ra luôn này em này. Scope.name. Thầy lấy luôn được cái dữ liệu trong này ra. Đó, và thầy gắn nó ở rỗng. Bây giờ chạy thử các em xem nha. Rồi, tên này, viết chữ nào ở dưới, lốt ra chữ đấy luôn này. Đó, như vậy là được rồi đấy. Đây là một cái ứng dụng nhỏ nhỏ ban đầu khi mà chúng ta làm việc với AngularJS. Nó không lốt lại trang các em nhé. Thành phần dữ liệu nó thay đổi thì nó chỉ nhằm vào thành phần đấy nó thay đổi thôi. Chứ nó không lốt lại trang đâu. Nó sẽ giảm được cái quá trình tải trang cho chúng ta. Đây, các em xem lại nội dung này. Sau đó có vấn đề gì mà gặp lỗi thì báo thầy. Còn nếu mà tất cả chạy được rồi thì thầy sẽ cho một cái bài khác để chúng ta thử vận dụng cái những gì mà chúng ta vừa được tiếp cận vào xem có giải quyết được nó không. Vậy là hôm nay đến thời điểm bây giờ chúng ta biết được NG App, NG Controller, NG Model và hiển thị dữ liệu nó ra như nào. Trong cái quá trình tạo ứng dụng, tạo controller thì chúng ta sử dụng thành phần scope để chúng ta gọi đến các cái model của chúng ta, các cái thành phần lưu trữ giá trị ấy. Sau đó hiển thị dữ liệu chúng ta thử sử dụng cho cấu trúc này. Có bạn nào gặp lỗi không? Có, gõ số 0 lên cho thầy nha. Ủa nhiều thế. Thầy ơi, em chưa có Zalo nhóm. Ôi sếp ơi, sắp học hết môn rồi bây giờ em còn chưa có Zalo nhóm. Rồi, Việt chiếu lên để xem nào. Rồi thầy xem nha. Các em thử nhìn nhanh giúp thầy xem nào, xem bạn đã nhầm chỗ nào nha. Tham chiếu đến Angola rồi này, NGF ok, NG controller ok, NG model ok, hiển thị dữ liệu ok, tạo ứng dụng ok, tạo controller. Thì cũng đúng rồi nhỉ. Em chạy đi, xong rồi em ấn F12 để xem nó báo lỗi gì. Rồi ấn F12 nè. À chạy đi, thử thử viết tên rồi đấy xem nào. Ấn F12 nào nè. Đúng rồi. Kích vào cần gần console. Chả có lỗi gì đúng không? Rồi không có lỗi gì. À nó hiển thị rồi kìa. Em viết lại rồi xem nào. Sao nó lại delay lâu thế? Không có lỗi nên không cần kiểm tra. Bao giờ nó có bug thì ở đây nó hiển thị thôi. Cái máy của em bị giật hay là thầy thấy nó hiển thị được rồi mà nhỉ. Nó loát lâu. Đúng. Có nghĩa là nó cái thành phần dữ liệu nó lấy được rồi. Nhưng cái của em sao lốt lâu thế nhỉ. Em thử không chạy ở chế độ live server nữa. Em kích thẳng vào cái file đấy chạy thầy xem nào. Mở cái thư mục mà chứa cái bài này lên. Demo 7. Mở thư mục demo 7 ra. Kích thẳng vào đấy chạy. Kích vào index chạy đi. Không live.
Ấn open thôi, làm gì đấy? Rồi, chạy thử để xem nào. Cái bạn này của bạn ấy lốt lâu ấy nhỉ? Em phải, có phải là em phải kích một chỗ khác nó mới chạy không? Ừ, em thử dùng một trình duyệt khác này xem nào. Trình duyệt Microsoft Edge nè. Edge kìa em kìa. Em thấy thấy em có Microsoft Edge kìa. Bên cạnh đó. Mở đây. Rồi em chạy cái bài 7 đi. Copy cái đường dẫn của bài 7 paste vào đây là chạy được. Chạy thế này thì chạy cái gì em? Em mở cái thư mục ra. Chạy cái file đi. Chạy đi. Cứ kích vào đi. Ôi máy bạn này chậm thế. Order luôn rồi à? Thôi. Bay màu rồi sao ấy? Việt còn đấy không em? Thôi bạn ấy bay màu rồi. Máy thế này thì nguy hiểm quá nhỉ. Rồi, bạn khác giúp thầy đi. Bạn này được rồi nhưng mà vì nó tốc độ nó chậm quá. Mời bạn tiếp nào, có xem thầy xem có lỗi gì nặng nữa không? Nào mời học nào. Học chiếu màn hình lên nào em, nhanh nào. Em chạy được rồi đây ạ. Của bạn Tiến Dũng được chưa em? Em chưa thầy ạ. Rồi chiếu lên đi, cho đỡ mất thời gian. Xem nào. Thầy lỗi là sắc rồi. Nó nhìn thấy cái name kia là biết là lỗi rồi. Bật code. Xem nào nha. NG app, NG controller, NG model. Rồi ok. Này Angola set module. Chữ controller kìa em ơi. Dòng số 17. Viết sai chính tả. Controller. Chữ M thành chữ N. Rồi chạy đi. Được rồi. Rồi, tiếp tục này. Bây giờ với một cái ví dụ nhỏ nhỏ đấy, thì bây giờ các em thực hiện cái nội dung như này cho thầy, để xem bạn nào làm được trước nha. Một cái nội dung cũng đơn giản như thế này thôi. Giả sử bây giờ thầy yêu cầu các em tính tổng. Giả sử ở đây có một, tắt mic cho thầy. Đây là số 1 này. Đó, cái name phải đặt tên là số 1 chẳng hạn này. Có một cái input nữa là số 2 đi. Số 2 này. Em không phải làm đâu, lát thầy sẽ gửi cho cái HTML này. Sau đó là ở đây là tổng. Đây là tổng. Ví dụ thế. Chỗ này giả sử như mình đưa cái gì ra đây thì em tự xác định và tự đưa nha. Rồi. Em thử xem với cái này các em làm được không này. Thầy gửi cho các em code HTML đấy. Em lấy code HTML đấy cho thầy. À của Duy lỗi đổ chót là xử lý được Duy, được chưa Duy? Rồi em xem cái bài mà thầy vừa gửi ấy. Bây giờ nó như thế này cơ. Rồi ok Duy. Bây giờ giả sử như thầy có một cái bài nhỏ nhỏ thế này thôi. Giả sử thầy nhập số 1 đồng 4.
Nhập số 2 bằng 6. Các em làm thế nào đấy để giá trị hiển thị ở đây của thầy nó sẽ bằng 10 nha. Làm thế nào để dữ liệu hiển thị ở đây của thầy sẽ bằng 10. Không cần phải có nút tính tổng gì cả, cũng chả xử lý sự kiện gì cả. Áp dụng kiến thức của Angular JS vào cho thầy. Có một gợi ý nhỏ nhỏ cho các em này. Đây, các em nhìn thầy trước, bao giờ thầy tính thời gian bảo các em làm thì các em làm. Ở đây này, các em nhìn thấy cái phần xử lý dữ liệu này. Thì cái vừa nãy cái name ấy là chúng ta lấy được dữ liệu từ cái thành phần NG model này. Vậy giả sử bây giờ tôi muốn lấy số 1. Đúng không? Thì tôi chỉ việc là viết là dollar scope.số 1. Ví dụ số 1 của tôi muốn gán dữ liệu là bao nhiêu thì tôi có thể viết như thế này ra cũng được. Rồi tôi lấy được số 2. Thế còn cái việc tính tổng giữa số 1, số 2 thì chúng ta làm thế nào? Làm thế nào thì các em suy nghĩ để đưa được nó ra hiển thị ra đây. Thử đi, phải thử trước. Bạn nào làm được thì gõ số 1 giúp thầy. Còn trong khoảng 5 phút sau, nếu như các em vẫn không thấy khả thi thì lúc này thầy sẽ hướng dẫn và gợi ý cho các em. Rồi, mời các em thực hiện giúp thầy phía dưới trong vòng khoảng độ 5 phút. Không em ơi, ở đây mình có sử dụng value gì đâu em. Từ nãy đến giờ các em thấy thầy có sử dụng value gì đâu. Các em bỏ qua cái mô hình DOM đi nha. Bỏ qua cái DOM đi. Bỏ qua get element by ID đi. Ở đây chúng ta không get element by ID gì nữa. Mà em thấy là thầy đang lấy dữ liệu thông qua cái component là ng model. Không value gì cả nữa. Có thấy tí value nào đâu. Lấy dữ liệu ra. Đó. Cái này ví dụ thầy muốn hiển thị số 1 chỗ này này. Số 1. Thầy chạy này. Đấy, thấy chưa? Lấy được số 1 ra luôn này. Bây giờ em thử nghĩ xem làm thế nào mình tính được tổng của hai số này. Hai cái số đấy thì mình lấy được ra rồi. Nhưng mình lấy được ra rồi thì bao giờ mình làm thế nào để có thể tính được tổng? Bạn nào đưa được tổng ra thì gõ số 1 cho thầy trên khung chat nhé. Các em áp dụng cái này tốt tốt à. Làm bài assignment giai đoạn 2 bằng cái này ngon lành lắm, nhanh lắm. Trong đề thi hình như thầy nhớ loáng thoáng cái đề nào đấy. Mà áp dụng cái bài này, cái bài này sử dụng Angular JS này. Cái bài đấy là 3 điểm. Em áp dụng vào trong đúng khoảng độ mấy cái dòng lệnh thôi, 4-5 dòng lệnh thôi là đã xong bài đấy rồi. Nhưng nếu mà bằng JS thông thường thì mất khoảng nó 20 dòng lệnh. Nhưng với Angular chắc nó mất khoảng 3-4 dòng lệnh thôi. Nhanh lắm, đã được rồi. Cho nên là phần này các em nắm tốt tốt một chút. Mà nếu chẳng may mà vào cái đề thi đấy, chúng ta nhớ được phần này ấy, chúng ta làm thì tốc độ sẽ siêu nhanh. Tất nhiên đây không phải nội dung trọng tâm của môn, đây chỉ gọi là cái phần giới thiệu qua thôi. Nhưng nếu mình biết được thì nó sẽ rất là tốt. Lấy số 2 thì viết là gì? Dollars có. À, viết học. Học làm được rồi à? Làm được rồi, chỉ cần gõ số 1 cho thầy. Đừng có copy code gõ lên. Để các bạn ấy nghĩ. Cái thằng này ấy, thông qua cái việc mà bạn học, bạn ấy paste một đoạn code. Các em có thể thì chẳng hiểu đoạn code đấy là gì. Không sao cả. Nhưng các em để ý này, cái thằng này nó đang truy cập thông qua cái dạng hướng đối tượng, đúng không? Cái thằng này thầy có thể gọi đây là một cái thuộc tính của cái đối tượng này. Thông qua dấu chấm nên em này.
Đó, tại vì cái thằng này làm việc trên mô hình MVC mà, mô hình hướng đối tượng mà. Cho nên thầy muốn truy cập đến số 0, thầy viết scope chấm số 1 bằng 0 này. Nếu muốn thằng số 2 nữa thì có thể viết thế này. Thì mình đã lấy được số 2 rồi. Đúng không? Rồi bây giờ mình muốn tính là gì? Tổng của số 1 cộng số 2. Mình sẽ thực hiện như thế nào? Ví dụ như hình như bạn học bạn ấy viết như kia, có nghĩa là bạn ấy xây dựng ra một cái function. Giống như cái việc mà những cái bài lab trước đây mình có những cái bài con ấy, yêu cầu kèm tính tổng hai số đấy bằng thông qua một cái hàm đấy. Thì bạn học thầy nghĩ là bạn ấy đang sử dụng hàm để bạn ấy viết. Hàm của bạn ấy hàm sum AB function đoạn phương, bạn ấy xong rồi. Chưa hết 5 phút, còn 1 phút hơn nữa. Rồi, hết 5 phút rồi. Có một bạn Thu Phương xong rồi à? Còn các bạn khác? Học xong chưa? Thầy thấy tư duy của học đúng rồi đấy, nhưng mà liệu rằng hiển thị được dữ liệu chưa? Ô, lớp này chạy đâu hết rồi? Bạn nào chưa làm xong gõ số 0. Có nghĩa là chưa làm được kết quả gõ số 0 cho thầy nào. À thì ra là chưa làm được cả loạt nên im tin thít à. Rồi cảm ơn game. Thôi tôi gọi dừng lại các sếp. Hóa ra là có một bạn làm được thật. Rồi game đang quan sát trên màn hình của thầy này. Đúng không? Bây giờ thầy sẽ làm lại một lần nữa cho các em này. Bây giờ các em nhìn nha. Cái thằng số 1 của thầy này sẽ lấy thông qua cái NG model là số 1. Cái thằng input số 2 thầy sẽ lấy dữ liệu thông qua cái NG model là số 2, đúng không? Bây giờ thầy đang hiển thị là hiển thị thành phần dữ liệu nó đây. Nó là cái số 1. Được chưa? Bây giờ em nhìn này. Cái scope chấm số 1 dùng để thầy get và thầy set tới cái số 1 này. Có nghĩa thầy đang gán cái số 1 bằng 0. Chạy chương trình này. Đấy, đúng số 1 bằng 0 nó hiển thị ra chưa? Thầy thích cái gõ dữ liệu bao nhiêu thì nó hiển thị ra bấy nhiêu. Ổn chưa? Rồi, xong nha. Tiếp tục. Bây giờ thầy muốn rằng là hiển thị số 2 thì thầy làm thế nào? Hiển thị số 2 thì thầy chỉ việc thay chỗ này là số 2. Số 2 này. Rồi chạy thử cái này. Số 1 bây giờ thầy không hiển thị nữa này. Hiển thị số 2 này. Đúng không? Cái gì viết lên số 2 là hiển thị số 2 này. Cũng xong này. Nhưng điều mình cần quan tâm bây giờ là lấy số 1 cộng số 2. Thế là nhiều đồng chí, có nhiều đồng chí khá là thông minh, viết luôn số 1 cộng số 2 vào đây. Không biết các bạn nào viết thế này không? Bạn ấy bảo là cái thành phần này là cái thành phần hiển thị. Nó hiểu được số 1 là gì, nó hiểu được số 2 là gì, thế thì nó tính tổng được thôi. Liệu rằng có được không nha? 3 này. Ấy chà chà. 34. Có nghĩa là nó hiểu phép cộng. Nhưng chia buồn rằng dữ liệu mặc định của thằng input nó là string, nó là chuỗi. Cho nên phép cộng đấy nó biến thành phép cộng chuỗi. Nhưng yêu cầu của thầy nó lại là số, nên không được.
không thành 34 này được. Thế là nhiều bạn lại còn chơi trò này nữa, không dùng input bằng take nữa, ông ấy chơi luôn input bằng number. Sinh viên mình lắm kiểu lắm. Đây, input phát bằng number luôn này. Chạy thử này. 4 này. Được chưa? Thành công nha. Đấy là những cái ông sinh viên mà ngày xưa thầy gặp những bạn sinh viên như này rồi. Bảo ông ấy làm, ông ấy luôn, thầy cho đề là input bằng text, ông ấy sửa luôn input number. Thế là ông ấy cộng được luôn rồi đấy. Nhưng mà đề của chúng ta là input bằng text cơ. Thế bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Nếu text thì rõ ràng ở đây chúng ta không thể cộng được rồi. Thế là ông ấy chơi trò number vào đây. Các em có được không? Ông ấy đổi dữ liệu ấy. Đây. Ông ấy viết thế này. Tại vì ngày trước ông ấy học JavaScript, ông ấy biết được hàm number dùng để chuyển đổi kiểu dữ liệu từ số sang chuỗi mà. Nhưng sau khi ông ấy viết này xong thì kết quả như thế này. Em nha. Chẳng hiện thị cái gì cả. Do vậy, cách này không đúng. Chúng ta không thể viết hàm number ở trong này được. Đây là cái thành phần liên quan đến ng model và nó dùng để hiển thị dữ liệu ra, cho nên không thể sử dụng một cái hàm JavaScript ở trong này được. Nên lúc này chúng ta làm thế nào? Như bạn học bảo cho sum. Ví dụ bạn ấy bảo cho sum ở đây. Vậy bây giờ lại đặt ra một tình huống sum là cái gì? Đúng không? Vậy sum là cái gì? Ở đây trong này làm gì có gì là sum? Nên không có một thành phần dữ liệu cả. Cho nên thầy tạm rời xóa cái sum này đi. Vậy cái tư tưởng bây giờ chúng ta làm như sau này. À, chúng ta nhìn vào phần controller ở dưới này. Vừa nãy là thầy cứ loay hoa loay hoay ở trên này đúng không? Mới chỉ loay hoay trên này thôi mà chưa quan tâm đến dưới này. Vậy chúng ta bây giờ chúng ta nhìn dưới này một chút. Scope chấm số 1 get và set được dữ liệu cho cái input này. Scope số 2 get và set dữ liệu được cho số này. Vậy tại sao tôi lại không nghĩ ra được rằng là tôi tính tổng được cái thành phần này? Thế thầy ví dụ nha. Như ý tưởng của bạn học, bây giờ thầy sẽ viết thêm một cái thành phần dữ liệu này. Ví dụ như bạn học bảo là sum đi. Thầy viết là sum. Thế là ý tưởng của thầy cũng là lấy số 1 cộng số 2, có nghĩa là scope số 1 cộng số 2 cộng scope số 2. Nhớ phải có scope các em nha. Đã chấm phẩy. Chạy thử này. À, đã hiển thị dữ liệu đâu, chạy thử. Hiển thị cái sum này lên. Đó, chạy thử này. Chả thấy kết quả đâu. Có nghĩa là không đúng. Nếu như là đúng nó hiểu được cái sum ấy thì chắc chắn rằng kết quả ở đây nó phải là gì? 34. Nhưng ở đây nó còn trả ra 34 nữa cơ. Nó vẫn là không như thường. Có nghĩa là cái sum này nó không hiểu chỗ này. Vậy bây giờ mình làm thế nào? Mình làm như sau này. Cái tư tưởng thì vẫn thế thôi. Cái tư tưởng thì giống như cách bạn học viết ấy. Lúc này thầy sẽ làm một cái hành động. Thầy sẽ viết một cái hành động. Thì ở cái hành động này sẽ giúp chúng ta tính được tổng. Thầy viết như sau. Thầy tạm xóa cái này đi nha. Scope chấm sum. Thầy vẫn cứ chấm sum như ý của các bạn ấy viết. Nhưng bây giờ thầy bằng function. Có nghĩa là thầy thực hiện một cái action, một cái hành động. Cái hành động này đơn giản là dùng để tính tổng thôi. Thầy return luôn. Return cái gì? Số 1 cộng số 2. Scope số 1 cộng scope số 2. Rồi, thầy chạy thử nhá. Chỗ sum này thì bây giờ chúng ta không thể để nguyên thế này được nữa. Mà sum này nó là một function, cho nên em phải mở ngoặc và đóng ngoặc cho thầy. Phải có mở ngoặc, phải có đóng ngoặc cẩn thận cho thầy nha. Rồi chạy thử này. Ừ? Đây. 3. Vẫn thế. Vẫn ra 34, không phải ra 7. Vậy bây giờ chúng ta nhìn lại một lần nữa. À, chỗ này bây giờ tôi áp dụng JavaScript rồi. Bởi vì ở dưới này code của chúng ta chính là code thuần JavaScript. Nên chỗ này tôi sẽ sử dụng được cái hàm. Đó là hàm number. Chỗ này tôi sử dụng được cái hàm number. Rồi, đăng. Chạy thử này.
Rồi, 3 7 bằng 10 rồi. Bằng 11 rồi. Đúng rồi. Chính xác rồi đấy các em. Đấy, nó cộng ra cho chúng ta rồi đấy. Ở đây là cốt. Cái điều mà thầy muốn nói ở đây là cái quá trình mà chúng ta xây dựng một hàm ở trong này em này. Nói là hàm thì thực ra là theo tính chất cũng không đúng đâu. Nó phải gọi là một cái phương thức. Tại vì tính chất của chúng ta đây đang viết theo dạng hướng đối tượng mà. Thuộc tính này. Đối tượng này. À, phương thức này. Nhưng mà thôi, cái tính chất của chúng ta đang học nó không thiên hướng, nó không sâu về cái phần hướng đối tượng lắm thì chắc là nói hàm các em vẫn hiểu. Gọi là hàm sum hoặc là phương thức sum. Phương thức tính tổng. Thì cái điều mà trong cái nội dung bài này thầy hướng dẫn thêm đó là cái quá trình mà chúng ta ngoài việc là ghép và xét thành phần dữ liệu, chúng ta còn có thể tạo ra một cái function. Đây. Rồi các em xem lại bài và thử áp dụng vào trong cái bài của mình xem có được hay chưa. Xem có lỗi gì hay không. Của Phương có làm như này không Phương? Người duy nhất làm được em để tổng bằng số 1 cộng số 2 thay cái trên bằng number. Tổng bằng số 1 cộng số 2 đâu em? Em làm như lúc nãy thầy bảo vậy ạ. Nhưng nó ra kết quả đúng không? Có ạ. À tổng... xong là thay bằng number gì? Đúng rồi. À biết ngay mà. Ừ. Thôi được rồi, thế thì làm theo cái này đi. Tại vì cái kia thực ra nó là tạm gọi nó là cái mẹo ấy mà. Viết cái này hay lỗi lắm nha. Bạn nào gặp lỗi thì bảo thầy nha. Em viết y như thầy mà 1 cộng 0 vẫn bằng 10. Thế ngon quá gì nữa. Hôm nào đi thi mà bị bấc này thì tốt quá gì nữa. Thầy chấm 1 điểm. Em nhận 0 điểm. Kết quả trên AP là 10 điểm. Rồi chiếu lên thầy xem nào. Cái câu này quen lắm. Làm giống y thầy mà lỗi. Chắc chắn nó sẽ không y đâu. Đâu chiếu lên thầy xem là Hiếu. Rồi thầy thấy rồi. Xem có phải y không nha. Sếp ơi. Sếp nhìn xem cái dòng 17 kìa. Rồi biết lỗi đâu chưa? Biết thì sửa. Có biết không đấy? Sửa đi. Thế à, sửa thế à? Đấy, cái sửa của em đây. Úi dồi, càng sửa càng toang. Thầy vừa dặn xong, làm thế nào? Vẫn lỗi dòng 17 thôi. Có một cái dòng 17 thôi. Ô, sum là cái gì em? Rồi. Rồi, ok. Có bạn nào bị... Còn em. Rồi, chiếu lên nếu Đức. Chúng ta cứ viết cẩn thận cái này, bởi vì nói thật là cái này chúng ta sẽ không đi sâu vào được đâu, cho nên thầy hướng dẫn cái gì các em nắm chắc cái đấy cho thầy.
Rồi chạy thử cho thầy xem kết quả thế nào đã. À thôi được rồi, hạ xuống, nhìn thấy lỗi rồi. Cái xăm kia nó không hiểu là gì rồi, bật cốt đi em. Rồi, xem nào. Xăm không hiểu là gì. Rồi. Đố bạn nào nhìn thấy trong bài của bạn lỗi ở đâu kia? Từ từ đi đi đi, không 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 phải bật cái này, bật cốt cốt cốt, nó nằm lỗi ở trong cốt mà em. Thầy phóng to thì em ấn can chuột cộng cho các bạn nhìn nào, tại vì cái của em chữ nó hơi khó nhìn. Rồi thôi thôi được rồi. Rồi. Có bạn Duy bạn bảo body lỗi. Bạn Minh Tú thì bảo chưa gọi đến thư viện Angola gì hết. Bạn Thái Dương thì viết là NG app bằng My app. Chữ A viết thường. Trời. Can chôn cách ra một cái nó hiện ra. Thế này đi thi không ai giúp giúp em là em ngồi em loay hoay chắc là hết cả tiếng đồng hồ không xong đâu. Được rồi em ơi. Rồi còn bạn nào nữa không nào? Ừ, chiếu lên nào. Rồi hạ xuống. Rồi rồi thôi thôi không phải chạy đâu. Nhìn thấy chữ xăm kia là biết lỗi to đùng rồi. Nên không cần phải chạy chết gì cả nữa. Kéo lên trên này xem nào. Thầy không hiểu ai dạy các em mà khi các em viết từ 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 kéo lên trên nữa. Không hiểu tại sao các em viết đường dẫn gọi đến Angola GS em lại chấm suộc cái kia, ai dạy em đấy? Thôi thôi. Bật bật lại cốt đi. Đang định nói gì hay sao đấy? Xóa ngay cái chấm suộc đi cho thầy. Nó cùng cấp thì chúng ta chỉ việc gọi thế này thôi. Rồi được rồi, lưu vào nào, đấy là một nha. Kéo xuống thì xem có lỗi gì ở dưới nào không. Rồi em chạy đi. Ừ, thôi hạ xuống, nhìn thấy lỗi lại lỗi tiếp. Hạ xuống, hạ xuống, hạ cốt xuống. À xin lỗi, hạ cái này xuống, bật cốt lên. Nào, xem kỹ hơn lại nào. Scope số 1, My Controller. Ừ, scope, em ơi, scope em lại cái chỗ số 2 em lại ghi là Sóc Pe kìa. Scope chứ không phải Sóc Pe. Ờ, còn bạn nào nữa không nào? Đấy, tiếp tục nha. Như vậy vừa rồi chúng ta đã được làm quen dần dần với các cái thành phần trong Angola GS. Bây giờ lại có một thêm cái bài nhỏ nhỏ nữa nữa. Dần dần thầy sẽ đi dần cho các em tới cái nội dung liên quan đến cái bài assignment. Giả sử bây giờ thầy xóa hết đi này, để viết lại này. Giả sử bây giờ thầy có một cái bài toán như thế này. Thầy sẽ có một cái ô nhập liệu thế này đi. Giả sử thầy sẽ có một ô name. Rồi.
ô này input type bằng text. Rồi tiếp tục nha. Kế đến nữa là một cái đoạn message, một cái đoạn message có nghĩa là nói thế nào cho các em dễ hình dung nhỉ? Ở đây thầy chưa làm bài mẫu, thôi thầy vẽ ra cho các em dễ hình dung đi. Đây nha, giả sử như thầy có một cái hộp name này, rồi có một cái input ở đây này. Đó, xong đấy ở đây có một cái nút ấn này. À, cái nút này giả sử là nút gửi đi. Nút gửi. Ví dụ thế đi. Rồi bây giờ yêu cầu làm như sau. Giả sử khi các em nhập tên vào đây, thêm một người dùng vào đây. À thêm một cái nữa chứ. Thêm một nút nữa, nút thầy đang định làm ứng dụng chat mà. Nên thêm một cái nữa, name xong là đây là gì? Message. Nghĩa nội dung thông điệp. À, có một cái hộp chat ở đây. Đó. Sau đó là sau khi người ta nhập tên vào đây, người ta ấn gửi, thì ngay lập tức dữ liệu nó sẽ được load ở dưới xuống dưới này. Giả sử dữ liệu ở đây nó sẽ là đầu tiên là tên là An này. Xong là ở đây là dấu hai chấm này. Xong đấy là tin, đây là đây là nội dung tin nhắn này. Đấy. Nội dung tin nhắn, ví dụ chữ này chữ chào đi. Bạn An, bạn ấy gõ chữ chào. Tại vì lúc đầu ấy, name ở đây mình gõ là An. Xong message ở đây mình gõ là chữ chào. Ấn gửi một cái. Thì ở dưới này xuất hiện chữ An hai chấm chào. Với cái chữ An này là in đậm. Thêm một tí nữa đi, chỗ này là in đậm. Rồi, sau khi An gửi xong, ví dụ người ta nhập tiếp lần nữa. Người ta không nhập ở đây là An nữa. Người ta không nhập ở đây là An nữa. Người ta nhập ở đây là Bình chẳng hạn. Rồi nội dung thông điệp là chào An. Ví dụ thế. Sau đó người ta lại ấn gửi. Thì ngay lập tức ở dưới này lại xuất hiện tiếp. Chỗ này là Bình. Hai chấm. Chào An. Rồi. Kiểu như là chat ấy em. Tất nhiên ở đây không phải là cả hai người gì cả. Mình cứ thay nhập tên của người dùng vào đây thôi. Xong ở đây là thông điệp. Sau đó mình ấn gửi thì cái nội dung này nó sẽ hiển thị ở ngay phía dưới này này. Xong lại một người khác nữa. Ví dụ ở đây là như kiểu chat nhóm ấy. Kiểu đấy. Chỗ này không phải là chào An, chào gì nữa cả. Và chỗ này là một người nữa là chỗ này là bot đi. Đây là chào hai em chẳng hạn, ấn gửi một cái thì lập tức ở đây nó sẽ xuất hiện là boss. Đây là chào hai em. À, kiểu như vậy. Em định hình được cái yêu cầu của thầy chưa? Để có thể làm được điều này ấy, thì bây giờ HTML chúng ta xây dựng như sau nha. Chỗ này là name này. Chỗ này là message này. Cũng có một hộp input này. Rồi, xong đấy là ở đây có một cái nút ấn luôn đi, một cái button. Đây là gửi này. Giao diện nó sẽ đại loại như thế này. Đó, chúng ta nhập tên, nhập thông điệp, ấn gửi, nội dung nó sẽ load ra đây. Nhập tên, nhập thông điệp, ấn gửi, nội dung nó sẽ load ra đây. Ấn gửi cái, nội dung load ra đây. Lại sửa, lại ấn gửi, nó sẽ load ra đây. Thì đó là cái cách thức thầy yêu cầu các em sử dụng để có thể làm được bài này. Tuy nhiên phần này có một nội dung mới thầy phải chia sẻ trước khi em làm. Đó là cái quá trình mà chúng ta hiển thị được dữ liệu xuống phía dưới. Chúng ta hiển thị được dữ liệu xuống phía dưới thì nó phải dựa vào cái sự kiện đó là người dùng click chuột. Nó phải dựa vào một cái sự kiện đó là người dùng click chuột. Vậy bây giờ làm thế nào để tôi xử lý được sự kiện? Trong này của mình sẽ không sử dụng sự kiện onClick gì nữa cả. Bởi vì mình đang làm với AngularJS mà. Chúng ta không phải làm cái mô hình DOM đâu mà onClick.
hay là click. Vậy làm thế nào để tôi xử lý được sự kiện ở trong quá trình làm việc với Angular? Thì trong này nó có một thành phần component này, nó có tên là ng-click. Ng là cái thành phần namespace mặc định rồi, còn cái đằng sau ấy chúng ta gạch ngang là click. Thì lúc này đây chính là cái thành phần để xử lý sự kiện cho việc mình ấn vào cái nút gửi. Đó. Còn giá trị trong này chính là một cái hàm. Giả sử là cái hàm của thầy, lát thầy sẽ viết nó là hàm send này chẳng hạn này, send dữ liệu ấy. Đó. À, còn cái dữ liệu của thầy thì thầy sẽ load ra đâu đây? Ví dụ như dữ liệu của thầy, thầy sẽ load ra dưới này đi. Load dữ liệu ở đây. Dữ liệu hiển thị tại đây. Thầy viết tạm thế xong thầy gửi đoạn code này cho các em nha. Đó. Đây, gửi code cho các em này. Đó. Thử nghĩ cho thầy xem nào. Mình bây giờ mình sẽ làm bằng cách nào để làm được điều này. Thầy đang gợi ý dần cho các em về cái bài assignment của mình đấy. Cái này mà làm bằng mô hình DOM chắc là các em sẽ làm được. Nhưng bây giờ chúng ta cũng cái tư tưởng đấy, nhưng mà mình sử dụng AngularJS. Mình sẽ làm. Đầu tiên mình sẽ cứ làm theo các cái bước thông thường thôi. Làm này. Tất nhiên thầy sẽ chưa làm hết đâu. Thầy chỉ gợi ý cho những cái gì mà mình chưa biết thôi. Đầu tiên thằng này em ng model em đặt là gì? Em đặt cho thầy. Ng model đặt là gì? Đặt cho thầy. Cái message này nó chứa dữ liệu gì cũng đặt cho thầy. Cũng ng model đặt hết ra cho thầy. Rồi sau đó cái dữ liệu được hiển thị ở đây, các em muốn hiển thị cái gì? Ví dụ thằng này là thật là name nha. Cái ng model ấy là name. Vì rõ ràng rằng ấy, cái thằng ở dưới này nó sẽ là một cái là message. Ví dụ thầy viết là msg nha. Message đi. Thì tại đây sẽ hiển thị dữ liệu là gì? Nếu như theo tư duy thông thường của tôi thì có phải là tôi hiển thị kiểu này không? Name, sau đó là hai chấm, sau đó là msg đúng không? Đây là cái tư duy thông thường của tôi khi mà tôi chưa bắt đầu vào làm cái gì cả. Thì có phải nó hiển thị này không? Nhưng dữ liệu này chỉ được hiển thị khi nào? Chỉ được hiển thị khi mà click. Mà click của tôi thì thông qua cái hàm send. Vậy bây giờ tôi sẽ phải viết cho cái dữ liệu cho hàm send. Đầu tiên tôi phải tạo ứng dụng trước. Và app angular.module ngoặc tên của app là my app. Rồi tiếp tục tạo thành phần controller app.controller. Trong này của mình thì nó sẽ là tên controller và cái function xử lý my controller function scope. Rồi, bây giờ trong này chúng ta sẽ có cái lấy cái dữ liệu lấy cái gì này. Sau đó chắc chắn rằng chúng ta sẽ có cái này. Chắc chắn là chúng ta sẽ có scope.send. Send này viết thường đi. Bằng function. Chắc chắn là chúng ta sẽ phải có cái gì đấy để xử lý để cho nó hiển thị được dữ liệu ra. Các em suy nghĩ và thực hiện cho thầy. Thử xem mình có thực hiện được không. Thực hiện giúp thầy trong khoảng độ 5 phút. Chắc chắn là nó sẽ có vấn đề. Nhưng mà các em thử nghĩ xem liệu rằng khi các em làm như này nó hiển thị được cái gì. Thì sau 5 phút đấy thầy sẽ hỏi các em và các em thử cho thầy xem là sau cái quá trình em làm ấy,
nó hiển thị được những cái gì ra rồi.
sorry sorry. Em chiếu màn hình lên giúp thầy nào. Chết 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 thật, dạo này mình lẫn mất rồi. Sorry Việt Anh, em chiếu màn hình lên giúp thầy nào. Rồi bật bật code cho thầy xem thôi. Cứ bật code thôi, không cần trình bày đâu em, cứ bật thôi. Thầy bảo rồi không trình bày mà lại cứ bật cho thầy xem được có cái chữ nào trong đấy không. Ông đang ngồi làm PHP đấy à? Vẫn bài chưa? Thôi được rồi, hạ xuống. Thôi được rồi, không cần trình bày đâu, hạ xuống. Cẩn thận nha. Một ông. Bạn thứ hai nào, mời bạn. Lớp này có nhiều bạn nữ không nhỉ? À đây rồi. Mời Diễm Quỳnh nào. Ờ đúng rồi. Quỳnh có đấy không em? Em chưa, thầy đã bảo không cần trình bày, chỉ cần chiếu màn hình lên. Giống như bạn Việt Anh ấy, bạn ấy chưa xong chiếu lên để thầy biết các em làm những cái gì sau 5 phút đấy. Đợi tí Duy ơi. Thầy check xong bạn đây, màn hình của bạn Diễm Quỳnh đã. Idol đây. Em chưa ra gì hết. Trình bày nhiều thế nhỉ. Xem cái màn hình nó như thế nào thôi mà trình bày nhiều thế nhỉ. Em tưởng thầy đang nói chuyện với ai cơ. Ừ, được rồi Việt Anh. Thầy bảo xe thì xe đi. Ừ đúng. Cứ chia sẻ màn hình lên Quỳnh. Khéo các ông viết tiếng Anh, tiếng Việt, xe đi viết cái kìa. Thôi ạ, ơ. Thầy nói thật chứ nói đùa đâu mà thôi với cả thôi. Gì đi Việt? Thôi có xe thì không biết thầy giáo bảo. Bảo em có thấy không? Thầy bảo Quỳnh chia sẻ màn hình cái là các bạn nam ở lớp này bấn loạn hết này. Ấn lăng nhăng hết cả, viết chữ chia sẻ. Toàn viết từ sờ e xe rồi sai hết cả này. Đấy là mới chỉ bảo em chia sẻ màn hình. Bây giờ bảo em bật cam nữa, chắc cái lớp này các bạn nam các bạn không học được mất. Quỳnh ơi. Thôi không chia sẻ thầy hủy điểm danh thôi, nhẹ nhàng thôi nha. Diễm Quỳnh đâu rồi? Quỳnh này. Rồi cảm ơn Quỳnh. Tiếp một bạn nữa, xem lớp này còn bạn nữ nào không. Lớp này có một hai bạn nữ thôi à? Mời bạn Thu Phương nào. Thầy ơi em ra có một cái. Tớ bảo là không cần trình bày mà em cứ chiếu mà. Đây đây đây, em đang ấn xe rồi. Ừ, cần gì phải trình bày. Thầy biết thừa là các em chưa làm được rồi. Nhưng mà muốn xem là 5 phút đấy em có nghĩ gì hay không thôi. Hay là em lại ngồi đợi chờ thầy. Thầy hướng dẫn. Rồi em thử chạy cho thầy xem là có được cái gì không nào. Không cần ấn gửi cũng gửi được đúng không? Vâng. Rồi ok, ít nhất phải được như này. Rồi ok, cảm ơn Phương. Rồi, check 3 bạn thì một bạn không chia sẻ, một bạn thì chưa làm được, một bạn thì làm được một xíu. Rồi bây giờ chúng ta nhìn vào trong màn hình của thầy này. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn nội dung này. Thầy cho các em 5 phút để các em nghĩ, thay vì việc là đợi thầy làm mẫu. Tại vì đợi thầy làm mẫu thì các em sẽ hình thành những cái thói quen gọi là bị động. Suốt ngày đợi chờ,
suốt ngày đợi thầy làm mẫu đi, xong rồi chẳng phải nghĩ đâu, bởi vì tôi nghĩ thì kiểu gì cũng là sai. Chính vì lý do đó nên không ổn. Em là 80% rồi kìa. Thử chiếu lên thầy xem nào. Em quan sát, em giờ xem nào. Ai dạ. Nhưng mà nó vẫn bị lỗi thầy ạ. Ừ, cứ chạy đi. Tại vì em vẫn chưa nghĩ ra được. Ừ, cứ chạy đi. Thầy chưa nhìn thấy ở đây rồi. Xin lỗi, mẹ em gọi. Thế từ em xíu. À, ví dụ như em nhập O1 nhá. Em chat là 2 đi ạ. Thì nó sẽ ghi là undefined O1 và em chat là 2. Tạm thời mình sẽ bỏ qua chữ undefined đi ạ. Ừ. Thì ví dụ như em chat là O2, mình sẽ chat là 3 đi ạ. Ừ. Thì đây, nó lại hiện trùng vào đây ạ. Thì nghĩa là em vẫn làm được đúng không thầy? Rồi ok. Như vậy là em có lấy được dữ liệu và có xử lý được sự kiện. Rồi ok, cảm ơn Dương. Vâng, em sẽ chia sẻ thầy ạ. Ừ. Rồi bây giờ các em nhìn lên màn hình của thầy, thầy sẽ hướng dẫn các em làm bài này. Và với cái tư duy của bài này, dần dần chúng ta sẽ áp dụng được dần vào trong cái bài assignment. Cái bài con thế này thôi mà tư duy lại áp dụng được bài vào bài assignment đấy. Cho nên chúng ta thấy bài assignment nó không khó nếu như chúng ta biết vận dụng thôi. Và vận dụng cái gì? Vận dụng AngularJS ngày hôm nay. Bây giờ cái nội dung này thầy yêu cầu là khi mà mình nhập tên, nhập nội dung thông điệp, ấn gửi một cái, nó sẽ hiển thị ở phía dưới. Đúng không? Vậy để làm được điều này thì chúng ta sẽ phải lấy được dữ liệu và chúng ta hiển thị xuống dưới đây. Tuy nhiên như bài của bạn Dương ấy, thì chúng ta thấy là nếu như tôi làm theo cách thông thường thì ngay lập tức cái dữ liệu đó sẽ override, nó sẽ ghi đè lên cái chỗ mà tôi đang để cũ. Đây này, tại vì cái name này nó chỉ là một mà. Đây này, nó chỉ một. Ví dụ như lúc đầu tôi ghi là gì ạ? Nam. Xong thông điệp của tôi là chào. Thì ở đây rõ ràng là mình sẽ làm được nó là nam, chào. Nhưng người thứ hai, người ta lại ghi là gì ạ? Tên là Bình. Người ta thông điệp người ta ghi là gì ạ? Chào Nam. Thì ngay lập tức cái Bình và chào Nam nó override vào đây. Thế là cái dữ liệu của Nam mất đi. Như vậy thì lại không ổn. Lại không giống cái bài chat mà chỉ là bài hiển thị thông thường thôi. Mà bài hiển thị thông thường như ví dụ như bài bạn Dương bạn làm được rồi. Trình độ gì mà nói bọn tôi, cậu vẫn nên làm tốt việc thái giao của cậu. Mất đến chỗ chúng tôi ra để đi. Nhận xét rõ ràng về động tác của họ vừa rồi. Phương ơi, Nick. Học thế này thì làm sao mà vào được chứ? Không phải, thầy ơi, của em là nói ấy ạ. Thầy bảo bạn Phương, bạn ấy vừa học vừa bạn ấy vừa xem TikTok hay là xem Facebook gì ấy. Bạn em vừa vào phòng. Rồi, quay trở lại vấn đề này. Thầy xóa chỗ này đi nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm này. Tư duy ở đây của mình bây giờ là như này. Thầy thấy là cái dữ liệu của thầy ấy là dữ liệu liên tục. Và mỗi lần người ta nhập thì là nó sẽ tương ứng giống như kiểu nó là một phần tử. Vậy là tư duy bây giờ là tất cả các cái thông tin liên quan đến name, liên quan đến thông điệp, thầy sẽ cho vào mảng. Sau đó cái mà thầy hiển thị ở đây ra chính là hiển thị cái mảng ấy ra. Thì có phải là mỗi lần chúng ta gửi thì ngay lập tức chúng ta đưa nó vào mảng, là cái mảng đấy có thông điệp của người ta. Sau đó lại một người khác gửi nữa thì lại tiếp tục kế đến, mình đưa cái phần tử đấy vào một cái mảng. Thì các cái phần tử mảng liên tiếp thế này chính là cái thông tin mà mình lấy được thông qua cái oname và omessage. Thì đấy là cái tư duy mình sẽ làm trong bài này. Nó giống như cái việc mà các em đang là sẽ làm bài assignment sắp tới, nó sẽ xét theo tư duy này. Có nghĩa là mình sẽ làm việc với mảng này trong này. Vậy trong cái nút send này của thầy này, bây giờ thầy sẽ xử lý dữ liệu là làm thế nào để thầy lấy được dữ liệu, thầy đưa vào trong một cái mảng. À, đầu tiên trên này thầy khai báo một mảng. Khai báo mảng. Ví dụ thầy khai báo thế này, theo các em thầy khai báo thế này đúng hay không nha? Thầy khai báo là scope. Ví dụ thầy đặt tên nó tiếng Việt cho các em dễ nhớ nhé. Ví dụ mảng này, mảng tin nhắn đi. Nhìn nó hơi thô nhưng mà để cho các em dễ kiểm soát. Em đặt là content hay đặt là gì, hay là message hay là gì gì cũng được. Thầy đặt hẳn cái tên như này để cho các em dễ định hình dung. Đây thầy khai báo một mảng như này.
tại sao thầy lại khai báo mảng như này mà thầy không khai báo như thế này? Và mảng, bởi vì lát nữa cái mà thầy lấy ra ấy, thì thầy phải lấy thông qua các thành phần mà được tham chiếu bởi cái scope này, cho nên mình không thể khai báo mảng cái kiểu khai báo theo cái mô hình DOM thông thường như này nhá. Mình không viết thế này nữa, mà thầy sẽ khai báo mảng tin nhắn này nó giống như là một cái thuộc tính của đối tượng scope, để lát nữa chúng ta muốn hiển thị nó ra đây, chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng cái kiểu hiển thị dữ liệu của Angola thông qua cái dấu mở ngoặc nhọn đóng ngoặc nhọn này. Nên thầy phải có scope ở đây trước nha. Mảng tin nhắn. Bây giờ tư duy là gì? Cứ mỗi lần mà ấn send, mỗi lần là ấn gửi ở đây này, cứ mỗi lần mà ấn gửi ở đây thì ngay lập tức cái phần tử mảng, một phần tử mảng nó sẽ được áp vào cái mảng tin nhắn. Và phần tử này bao gồm hai nội dung. Thứ nhất là name và thứ hai là message. Có thể lần đầu tiên các em sẽ nghe thấy điều này, nhưng mà dần dần hãy quen dần đi. Bởi vì cái mảng của chúng ta ở trong JavaScript nó là một mảng rất là linh hoạt. Phần tử mảng có thể là số, phần tử mảng có thể là chuỗi, phần tử mảng có thể là mảng, và phần tử mảng có thể là object. Nên nó rất linh hoạt ở chỗ đấy. Nên lúc này mảng của thầy khởi tạo sẽ là một cái object bao gồm hai phần tử. Phần tử thứ nhất là name và phần tử thứ hai nó là, thành phần thứ hai nó là message. Đó, vậy bây giờ chúng ta làm thế nào để làm được điều này? Rồi. Thầy đang định làm mảng trong mảng đấy. Vậy trong này thầy sẽ khai báo một cái mảng nữa. Nhưng cái mảng này thầy sẽ chỉ là khai báo va thôi, tại vì cái mảng này là mảng con, thầy không muốn hiển thị ở trên này đâu. Thầy muốn khai báo cái mảng con này để add vào trong cái mảng cha. Nghĩa là thầy đang định tạo ra một cái mảng tin nhắn mà phần tử mảng lại là một mảng khác. Em còn nhớ cái nội dung này thầy đã từng dạy ở trong cái bài về mảng không? Mảng trong mảng đấy, một cái mảng to và phần tử mảng nó lại là một mảng. À, ví dụ thầy khai báo một cái mảng này, mảng tin nhắn. Cái này cũng là một mảng nha. Cái này cũng là một mảng. Sau đó thầy viết hoa, thầy T viết hoa, thầy viết theo ký pháp lạc đà camel K. Quên cái đấy rồi à, mà bảo thầy viết hoa chữ T. Có nhớ cái camel cây không? Chữ đầu tiên viết thường, kế đến là viết hoa. Rồi sau đó là thầy viết theo cú pháp này này. Các cái thành phần trong cái mảng này thầy sẽ bao gồm hai phần. Mảng của thầy là dạng mảng đối tượng mà. Tin nhắn chấm tên, thầy việt hóa đi để cho các em thấy sự khác biệt. Bằng cái gì? Bằng cái scope. Chấm gì biết không? Chấm name. Nghĩa là cái thành phần này trong mảng tin nhắn thầy sẽ lấy thông qua cái biến name. Kế đến tin nhắn chấm bây giờ đặt mất theo toi là tên tin nhắn rồi. Đặt là gì bây giờ nhỉ? TT đi. TN đi. Bằng scope. Bình thường thì thầy sẽ viết tiếng Anh, nhưng mà ở đây cứ viết tiếng Việt thế này cho các em dễ hình dung này. MSG có nghĩa là thầy sẽ lấy dữ liệu thông qua cái MSG. Vậy là bây giờ sau khi kết thúc ba cái dòng lệnh này, thầy đã có một cái mảng con. Mảng con này là cái mảng tin nhắn. Mảng tin nhắn này bao gồm hai phần, phần tên và phần TN. Và tên nó lấy thông qua cái ng model là name. TN lấy thông qua cái ng model là MSG. Đó. Xong cái cuối cùng đó là gì? Đó là chúng ta sẽ đưa cái mảng con này vào trong cái mảng tin nhắn. Có nghĩa chúng ta đưa cái thằng này này vào trong cái mảng tin nhắn to bự này này. Các em có biết làm thế nào chúng ta đưa vào không? Có bạn nào biết không? Biết thì chia sẻ. Rồi, cảm ơn Trung Nghĩa, tốt. Cái điều này Trung Nghĩa biết,
là do chắc cũng đọc trước kiến thức hoặc là học trước rồi. Tại vì trong nội dung chương trình ấy rất tiếc khi học về cái phần mảng ấy, không, các em không được dạy về các hàm built-in trong mảng. Các hàm built-in trong mảng nó nhiều, nhiều hàm hay lắm, nhưng mà không đủ thời lượng để thầy dạy cho các em. Với hơn nữa là trong chương trình cũng không có, mà dạy cho các em nhiều chỗ đấy các em sợ các em bỏ hết cả môn này các em chạy mất. Nếu như bạn nào học cái môn Java, các bạn bên web mà mai sau sẽ được học môn là JavaScript nâng cao ấy, sẽ được giới thiệu rất nhiều các cái hàm built-in về mảng rất là hay. Và một trong số đó nó có một cái hàm là push. Hàm push này dùng để thêm một phần tử vào cuối mảng. Đó, vậy bây giờ muốn thêm phần tử mảng vào thầy sẽ sử dụng push. Và cái mảng thầy cần thêm là mảng scope tin nhắn. Scope mảng tin nhắn. Rồi chấm push. Muốn put cái gì thì chúng ta cho cái đấy vào. Giả sử thầy muốn put mảng tin nhắn này, thầy sẽ put vào đây. Vậy là cứ mỗi lần thầy ấn send, cứ mỗi lần thầy ấn send này thì ngay lập tức sẽ có một cái mảng con được chui vào cái mảng to. Nó tương ứng với thông điệp của một người. Cứ mỗi lần mình ấn nó sẽ chui vào, cứ mỗi lần mình ấn nó sẽ chui vào. Như vậy là code xong rồi. Code về phần liên quan đến JavaScript xong rồi. Bây giờ đến phần hiển thị. À, bây giờ phần hiển thị, tư duy làm thế nào để hiển thị được? Thì tư duy của mình như thế này. Bây giờ mình sẽ hiển thị cái mảng này ra. Nhưng mà nói đến hiển thị mảng thì người ta lại bảo là gì? Nó phải có vòng lặp chứ thầy. Chứ ở đây... trên HTML làm thế nào để có vòng lặp thế? Đúng không? Mình phải duyệt mảng xong mình hiển thị ra. Thì trong cái nội dung này thầy sẽ giới thiệu cho các em thêm một cái component nữa. Nó tương đối là hay. Thầy đang dạy cho các em những cái nội dung này kết hợp cả bài 8 đấy nha. Trong bài 8 có những cái thành phần này nhưng mà nó tách biệt ra. Do vậy thầy đang lồng vào thầy dạy luôn đấy. Có một cái thành phần để duyệt mảng. Cái component này có tên là ng-repeat. Vừa nãy chúng ta biết được cái ng-click dùng để thực hiện cái xử lý sự kiện cho việc mình click. Thì nó có một cái thành phần nữa là ng-repeat dùng để duyệt các cái mảng. Vậy bây giờ thầy sẽ duyệt mảng và thầy sẽ hiển thị ra. Bây giờ thầy sẽ tạo ra một cái UL đi. Các cái LI này này chính là các cái mà thầy muốn tạo ra, chính là các cái thông điệp. Rồi bây giờ cái UL này, thầy sẽ có một cái thành phần tên là ng-repeat. Cái này để duyệt mảng em nha. Cái tính chất của thằng ng-repeat này nó giống như vòng lặp for x. Ng-repeat bằng cái gì? Đầu tiên là một tên biến đại diện. Tên biến giả sử thầy đặt tên là ABC đi. Tất nhiên là các em đặt tên là gì cho nó gợi nhớ nha. Còn thầy thì thầy đang cứ ABC để nói cho em thấy là nó chẳng liên quan gì đến. Đây là một cái thành phần thầy mới tạo ra. Nó không liên quan gì đến mấy cái message kia cả. Thầy tạo ra một thành phần ABC nha. Hay là một cái item đi. Đặt item cho nó chuyên nghiệp. ABC nhìn hơi buồn cười. Đấy. Nó là một phần tử. Phần tử này ở đâu? Item này in. Em biết in gì không? Item in. Em có biết in gì không? In là trong. Trong cái gì các em biết không? Trong cái gì? Theo các em là trong cái gì? Trong cái mảng. Đúng rồi. Vậy nó là gì đấy? Nó là có phải cái này không? Đây. In. Mảng tin nhắn. Đó. Chúng ta lấy được ra kiểu này cơ. Lần đầu tiên chúng ta thấy là chúng ta lấy kiểu này đúng không? Nhìn như kiểu viết trong một chuỗi vậy. Nhưng mà lấy được dữ liệu ở trong cái mảng tin nhắn ở phần dưới này lên. Đó. Rồi, trong cái LI này thì bây giờ mình thể hiện dữ liệu ra thôi. Thầy có một cái thẻ P này. Tại vì thầy bảo nó in đậm tên lên mà. Thì bây giờ thầy muốn là hiển thị tên ra. Cái này là tên đúng không? Đó. Thì chỗ này sẽ là name. Ừ đúng rồi, chỗ này sẽ là tên name. Vậy cái name của mình bây giờ viết thế nào đây? Không phải là name mà cái tên.
Rồi bây giờ mình viết này, nó sẽ là item chấm chấm gì các em biết không? Chấm gì biết không? Mỗi lần lặp rồi, cảm ơn Trung Nghĩa, đúng luôn rồi. Mỗi lần mình lặp cái này thì nó sẽ duyệt một cái phần tử trong mảng. Vậy cái phần tử đầu tiên, phần tử thứ hai, mỗi phần tử nó sẽ chứa hai phần này, là phần tên và phần tn. Cho nên mỗi lần duyệt thì đầu tiên muốn hiện tên tôi sẽ là item.tên. Rồi, chỗ này của thầy là hai chấm. Thông điệp là gì? Thông điệp là hiển thị ra đây thôi. Hiển thị cái gì? Item chấm tin nhắn tn. Đó, còn nó duyệt thế nào thì nó cách thức nó duyệt giống như việc mình làm việc với for x vậy. Bây giờ chạy thử nha, xem có lỗi gì không này. Không có lỗi, may mắn rồi. Bây giờ thầy nhập này. Ông An, ông ấy đang chat. Xin chào. Ông ấy ấn gửi. Rồi, An xin chào. Rồi tiếp tục đến ông Bình, ông ấy chat. Chào An. Ấn gửi. Được rồi. Tiếp theo ông sếp. Ông sếp ông ấy gửi, làm cho hai đứa chạy mất dép. Như vậy là bài của chúng ta thành công rồi đấy. Thì liên hệ với cái bài assignment của các em ấy, nó cũng có cái chức năng gọi là chức năng thêm sản phẩm, và tính chất của nó giống hệt như này luôn. Cái bài đấy của chúng ta cũng phải khai báo ra một cái mảng sản phẩm kiểu như này. Sau đó có nút thêm ấy thì giống hệt như thầy đang làm cho các em, không khác một cái gì cả. Hôm sau mà có thời gian thì thầy sẽ chuyển cho các em sang dạng bảng. Còn đến đây thì thực ra là các em chuyển được rồi đấy. Bảng thì nó thay cái UL này bằng TR thế mà. Cái LI thay bằng TD. Thì đấy là dạng bảng. Còn đây thầy viết tạm ra cái UL cho nó nhanh. Được chưa em? Được chưa các em? Có bạn nào gặp lỗi không? Xong nha, bạn nào gặp lỗi gõ số 0 cho thầy nha. Hết giờ mất toi rồi. Ôi dồi ôi. Rồi, chiếu lên cho thầy nào. Rồi, bật cốt thầy xem nào. Phóng to lên tí em, bé chữ bé quá. Can chun cộng đi, to tí nữa đi. Rồi, tốt thôi, rồi, được rồi. Kéo lên thầy xem nào. Lên trên. Lên trên, cứ lên trên đi. Thầy xem khai báo đầy đủ thành phần chưa, không lát cứ dò dưới cuối cùng ở trên em lại thiếu. Nemesis. Xem. Rồi kéo xuống. Rồi chữ sen kìa. Chữ cái function sen của em là viết chữ S viết hoa. Ở dưới em viết thường. Rồi chạy thử. Cũng là An. Ông Điền là gì thì được. Rồi ok tốt rồi, xong rồi. Mời bạn tiếp theo, bạn Trần Hiếu nè. Mời Xuân Cường nè. Rồi. Bật cốt thầy xem nè. Bạn này để nền trắng lóa mắt quá. NG app này, controller này, NG model này, name này, send này, message này. Mà tin nhắn này, tên này, kéo xuống thì xem nào. Angola này, module này, controller, function này, send này,
Em ơi, mảng tin nhắn của em ơi, mảng tin nhắn sao lại khai báo ở dòng 29? Nó phải nằm trong controller chứ. Cắt cái dòng 29 ấy xuống. Sao lại nằm ngoài thế? Cắt xuống nằm cho nó nằm trong controller ấy. Đấy, enter xuống. Thấy thấy cái gì có cái gì sai sai nặng lắm. Thôi bật code đi, bật code. Nào bật code đi. Sao tự nhiên ở đây lắm cái controller thế hả em? Lại app.controller mai là cái nào? Cái mảng của thầy đâu? Cái mảng tin nhắn đâu? Control Z lại nào? Ông rời này, ông ấy sửa kiểu gì này? Càng sửa rồi, cắt cái dòng 29 xuống, Control X. Rồi, enter chỗ đây xuống. Rồi paste ra. Rồi, lưu lại. Rồi, chạy. Rồi, được rồi đấy em. Em chưa thông báo cái message ra thôi. Thì bài ngày học ngày hôm nay, còn bạn nào nữa không? Hết rồi đúng không? À, nào, mà Ngọc Thạch chiếu lên cho thầy nào. Rồi, chạy đi em. Rồi. Rồi, ok, bật code nào. Từ từ nha. Angula kìa. Ôi ông để Angula thật à. Rồi rồi ok. Ông xóa mất chữ R đi. Rồi. Từ 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 từ. Bình tĩnh. Cứ bình tĩnh. Unsubscope mạng tin nhắn. Mạng tin nhắn. Item. Tin nhắn. Tin nhắn. Ơ nhìn thấy đúng mà nhỉ. Ai. Đúng cái gì. Cái model của tôi đâu. Kéo lên trên phần HTML. Đâu cái model ở name với cả message đâu. Thành phần ng model ở cái name với cái message đâu. Cái input đi. Đâu ng model name với cái ng model message của tôi đâu. Không khai báo thì sao lấy được dữ liệu. Khai báo đi. Không biết viết gì à. Học vẹt à. Cách ra. Ở ng ng. Ông rồi ông biết ng rồi. NG gạch ngang M O mô đồ viết nào nào. Hình như là người mẫu phải không? Mô đồ như gì là người mẫu không? Không phải mô đun. M O D L E D E D L D E L xin lỗi. Rồi bằng mở nháy tiếp đọc như là cái gì trong đấy nào. Tên cái gì mà tên. Chết rồi thánh này học hành. Name. Tại sao lại name? Tại vì em đang lấy theo cái name ở phía dưới kìa. Em nhìn thấy chưa? Scope.name này. Rồi tương tự như vậy ở chỗ message nào. Thế nào. Bằng nào. Đúng rồi chạy thử nào. Rồi. Còn bạn nào nữa không nhỉ? Lương dạo này khá quá nhỉ? Ôi, cảm ơn các em. Nếu như bạn nào không có lỗi nữa thì các em có thể nghỉ bởi vì hết giờ rồi. Còn bạn nào mà bị lỗi thì ở lại thầy xử lý cho. Rồi Lương chiếu màn hình lên cho thầy nào. Ừ, chào các em. Rồi bật lên thầy xem nào. Chạy đi nào. Ừ, đang định khen bạn Lương. Nhưng mà thế này là ổn rồi đấy. Nào, ô, chưa ấn đã gửi được rồi à? Rồi, thôi, ấn code. Bật code. Xem nào, name này, model này, ng click này, gửi này, từ từ. Úi dồi ôi, sếp ơi, sếp xóa cho em cái dòng số 18, 19, 20 đi. 18, 19, 20 xóa đi. Rồi, xóa đi. Rồi, từ từ nha. Giờ kéo xuống nào. Từ từ, đừng có kéo, nó khó nhìn. Từ từ, đừng giật thế. Cái màn hình của em nó đang bị nhòe ở trên máy của thầy. Lưu vào đi em, can cho nét lại đi.
Nhìn đây thì khá là đúng rồi. Rồi kéo lên trên này xem nào. Nhìn ở đây thì cũng thấy ổn. Rồi chạy thử. Ờ, được rồi đấy. Rồi, kem nghỉ đi. Thầy của em vẫn chưa được kìa. Sẽ chiếu màn hình lên nào. Rồi thầy thấy rồi. Rồi chữ sen kìa em ơi, chữ sen là dòng số 14. Viết thường, chữ S viết thường. Nào, chữ sen là dòng số 14 mà. Ông không biết chữ nào chữ sen à? Đấy chữ Messi đấy chứ. Đó, đúng rồi. Rồi chạy đi, lưu vào nhé. Vẫn chưa được, vẫn chưa được, vẫn chưa được. Nào bật code cho thầy nào. Úi dồi ôi, module em ơi, dòng số 230, không phải chữ model, module. Module. M-O-D-L-E. Xóa chữ L đi. Xóa nữa đi. U. Viết đi. U-L-E. L-E. Không có chữ S. Rồi chạy đi. Chết thật. Toàn là ai không? Hạ xuống. Vẫn vẫn còn lỗi. Ủa ôi lỗi gì khiếp thế này. Xem nào. Controller này. Function scope. Controller xem viết đúng chính tả như nào. Ôi dồi sếp ơi. Các cái thành phần name, input name với cả input message ng model của thầy đâu? Không khai báo giờ nó lấy dữ liệu bằng niềm tin à? Ng model viết đi. Giống như bạn nào vừa nãy xong. Gõ đi, ng. Khổ quá đọc tiếng Anh mà các ông không hiểu gì cả. Ng gạch ngang model m o l E, à quên, model, chữ D, không phải chữ L, D, E, L, đấy, bằng gì nào, bằng MSG, ồ, ông viết ở dưới mà ông cũng không biết mình viết cái gì này, giá trị phải cho vào nháy cho tôi chứ, chết rồi, học code mà đi đọc cho từng chữ một thế này thì chết. Name ở trên nữa cũng tương tự như vậy. Đấy là làm mẫu làm tận 3 bài rồi đấy mà cuối cùng vẫn thế này đây. Về nhà làm lại 1.000 lần bài này đi. Ôi dồi ôi, có mỗi chữ name mà ông phải cùng ông copy à ông? Ông gõ chữ name vào đấy cho tôi, khổ. Ờ chạy đi. Vẫn lỗi. Bật khổ thế xem nào. Angola GS này. Ôi trời ơi. Đi chết ông này đây. Ông xóa ngay cái dòng số 8 đi cho tôi. Ai dạy ông tham. Ai dạy ông tham chiếu trong JavaScript. Ông dùng thẻ link. Script. Viết đi. Thẻ script. Không biết viết script thế nào nữa. Chọn cái suộc kìa, cái script có chữ 2.src kìa, viết đi. Ôi dồi ôi, ông này lại trượt lần nữa thôi. Nào, viết chữ script ra cho thầy. Chết. Truyền thuộc tính src vào đấy, truyền đến file Angola. Học hành như này đây. Chạy thử nào.
Đây là đồng chí này còn có kinh nghiệm rồi đấy nha. Nhưng mà kinh nghiệm gì, kinh nghiệm pass môn chứ không phải là đừng lấy cái kinh nghiệm thi lại. Thôi được rồi. Ôi trời. Rồi được rồi, em nghỉ đi.